À, thưa quý vị và các bạn, hôm nay đến nơi này là một cái ngôi nhà tập trung em có ý kiến một chút. Một ngôi nhà cũng tương đối là cổ và có những các cái phẩm vật nói chung là từ rất là từ xưa, từ cái đó để bắt cá rồi gáo dừa rồi cũng như là cái lôi võng cũng như là cái lia. Hôm nay chúng ta trải nghiệm về nông thôn và chúng ta ngắm một số các cái đồ về liên quan đến nông thôn và cuộc sống sinh hoạt từ ngày xưa. Đây là những đồ kỷ niệm. Và hôm nay các bác ở đây là một các bác làm thơ và bình thơ. Quý vị và các bạn hôm nay sẽ thưởng thức cùng tôi về giới thiệu các cái sản phẩm này cũng như là những bài thơ rất là tuyệt vời. Thì cảm ơn quý vị. Của bài thơ này là chú đậm như cái nia này, nia dùng lâu đời cũng không biết có từ năm nào, nhưng mà hôm 30 Tết đi gói bánh chưng thì bảo anh năm nào có cái bài thơ gì thì em treo ở đây. Thế nhưng mà là bỏ để tao còn phải nghĩ ra, thế về nghĩ ra thì đây này đọc lại nó là dòng thứ nhất là sinh nhân truyền thế thế giang san, thì nghĩa câu này là người sinh ra đã có tự bao giờ, nghĩa là lâu đời rồi đấy, người vạn thế mãi mãi giang san mãi rồi. Chúc Việt vạn đại cổ kim, có nghĩa là che chúc của đất Việt từ xưa tới nay vẫn là vạn cổ, không ai rõ tác giả, nên là cây tre ở đất Việt Nam này trồng từ bao giờ, chỉ có biết là từ xưa thôi, mà nhà văn thép mới đã biết cây tre Việt Nam ngày xưa lớp 7 chúng cháu học là thế. Thần nông khai giáo, giáo khai canh, bởi vì thần nông này thì các cụ truyền thuyết lại vẫn là thần nông Sao Phục Hy, là ngài ở trên trời dạy cho dân ta cày cấy, thế xong mình đến đất Việt là nói về Đức Mẫu Anh Ninh là một trong tứ bất tử đấy, dạy dân Việt ta cày cấy là mãi mãi từ trước tới giờ. Nhân sinh hữu tự khứ nai, có nghĩa là người sinh ra thế đã có tự bao giờ rồi, từ trước tới nay rồi, không ai nói là cái nia này, chưa có một tác giả bảo là cái nia này có năm 1000 từ đời Lý Công Uẩn, cái này cũng không thấy có tác phẩm nào nói. Thế còn đây là cái lời tựa của cái việc này là vạn dụng truyền lưu xuân canh tí, kia là dùng lâu đời rồi. Tất nhiên cái nia này không có cái khác, nhưng người ta vẫn gọi nó là cái nia thôi, thì không gọi cái gì khác, người thì gọi cái mẹt thì cũng không phải, mà cái mùng cũng không phải. Vâng, mà báo cáo các cụ này này, cái nia thì từ Hán là không bao giờ có chữ nia rồi, mà đây đa số chữ nia người ta dùng cho chữ nôm. Chữ nôm bản thân, chữ nôm là gì? Là người Việt mình cũng không có từ bao giờ, mà cái truyền hấp thụ của chữ Hán, chứ mình mượn âm của chữ Hán và chuyển sang chữ Việt. Chẳng hạn như tên của cái ông là Đào Văn Hai, thế mình thì thường thường phải lấy là chẳng biết là viết bây giờ viết là Đào Văn Nhị, Nhị là ai bảo là ai rồi, nhưng mà Đào Văn Nhị thì ông dân ông bọc tên người ta là Đào Văn Nhị trong văn tự đây, thì người Việt mình phải lấy cái chữ Hán làm sao gọi âm gợi ý, ai đọc cũng phải hiểu nó là Đào Văn Hai đó trong thực tế đấy, hay là Đào Văn Bốn chẳng hạn, không có ai có chữ Hán là chữ Bốn cả, phải có chữ Tứ, phải Đào Văn Tứ, nhưng mà nếu để ông dân ông đọc là tên người ta Đào Văn Tứ thì anh viết là Đào Văn Bốn không được, chữ Hán chuyển sang. Cái này nói hơi dài một tí bởi vì báo cáo các cụ là theo cái câu đối của cụ Ba Tu mang tâm ở cái đình nàng Thọ Vực, mà cha trong sách vở quả tình giáo cụ là viết rất sát về cái câu đối đấy, bởi vì câu đối đấy chính tất cả các nhà sử học như Ngô Sĩ Niên này, Lê Văn Hưu này đã phải xác định rõ là Sĩ Nhất là người mang chữ Hán lễ nhạc uy nghi cung đình về đất Việt, có nghĩa là Sĩ Nhất về mang cái nòng chữ Hán về Việt Nam từ năm 186 cho tới năm 236 là cái đại cáo bình ngô là chữ nôm đấy, còn chữ nôm thì người Việt chưa xác định có từ bao giờ, nhưng mà cái đại cáo bình ngô của cụ Nguyễn Trãi là cái
cái bản khai sinh cho nước Việt Nam lần thứ hai là xuất hiện chữ nôm từ đấy. Báo cáo với các cụ cháu nếu mà cái tác giả của bài thơ này cái nghĩa cổ thì các cụ cứ cho ý kiến thôi, nhưng báo cáo cụ nó ông phải treo cái lia thẳng ở kia, xong dò câu cẩn thận, xong lấy từ điểm giữa này bắt đầu chia ra chữ nó mới thẳng. Nguyên viên ngoạch ngoạc lên tuy là cái lia rách nhưng mà ông chê vào sau viết nó lại sạch sạch đi, không chấp nhận được, chậm một tí nhưng cứ căng dây lồm tôi tiếp đây. Và cái lồm là tôi được biết là ông Hàn Huyên ngày xưa là người sáng tác cái lồm Hàn Huyên không còn chơi và chỉ tra mạng thôi. Bố tôi chết từ năm 68. Vâng, tuổi cái gương như vịt đấy. Vâng. Lâu lắm đấy, không phải ít thời kỳ đó. Đó dạ. Đèn hòa xa, cái kia là đèn hòa xa đấy chứ. Dạ vâng. Thì các cụ như này, cháu sẽ xin giới thiệu về cái đồ này một chút. Cái này các cụ là quá biết rồi. Cháu sẽ làm mạo muội giới thiệu còn cái gì chưa đúng các cụ bổ sung. Thế nhưng mà ý cháu cũng muốn là cái trọng tâm là các cụ đóng góp vào cái bài thơ này. Đấy. Sau đó sang mời các cụ có những cái bài thơ của mình đưa ra ta góp ý, và cháu cũng tâm đắc câu nói với của ông Khải là có một cái buổi tâm sự thơ đâu năm ngoái, nhưng mà quan điểm cháu muốn là cái để góp ý nhưng nó là cái vui, chứ không như ông Khải nói có một cái buổi ở đâu đấy xong nó trở thành nó lại không đủ vui đấy. Thì báo cáo cụ đây là cái gáo dừa, cụ biết rồi, tuổi thơ cháu lớn lên thì cũng được uống nước từ gáo dừa nhiều, có lẽ nó gắn với kỷ niệm thích nhá. Đây cái này là tự cháu làm, và cháu có một thời cháu đã dựng ra kia cùng một cái chum rồi đấy, nhưng mà chỉ trẻ con thì vì nó nghịch nó phương tiện. Cái đó này có một lần là cháu mới đi xuống làm ruộng với dưới đầu cá thì gặp anh Đàn, anh ấy đang làm, anh đi thu buổi sáng hôm đó này, nhưng thấy thích quá thế mới hỏi xin anh ấy. Thế là anh ấy tặng luôn đấy. Thế còn cái cước võng này thì anh em cháu lớn lên thì thấy đã có rồi, như mẹ cháu mấy anh nhượng cháu nói lại thì cái cước võng mà lớn lên đã thấy có rồi, thì nó là bằng chất liệu bằng gỗ ràng ràng, không biết có từ năm nào đấy. Thế còn đây là cái gáo dừa này đấy, mất vào bóng đây để cho con dạ vâng. Còn đây là cái cặp lồng thì các ông biết rồi, đây cặp lồng là cái kỷ niệm của anh Lượng với trai cháu đi bộ đội đấy. Và còn đây là cái vậy với bò này là xuất xứ là bác chính thủy là con trai cũng chân đến nhà là tặng cháu. Đấy về trâu thì trên bên về bò. Vâng. Về trâu để kéo. Trên là về bò. Cái này là anh nói là nguồn gốc từ trong Hòa Bình đấy, người ta tặng anh đấy. Cái trên này cũng là cái vậy, cũng bác chính bác cái tặng. Đấy. Bò. Dưới trâu trên bò. Vậy và còn đây là cái hái. Cái hái này là ông bác của cháu đây, ông bác Tuyến của cháu đây, tặng cháu vậy. Hôm đấy, cháu xuống tâm sự là bố bằng cái hái chưa? Vâng. Thế có ông nào biết gặt lúa bằng cái hái không? Có thì có, chưa có. Ở đây có lẽ là chân có biết gặt lái không? Có. Gặt chân mai bằng tiền gối rồi. Ở đây có lẽ là trừ mỗi hai thằng cháu là nhất tuổi nhất thôi. Chả bao giờ phải cắt vào tay. À đấy à? Cầm xong nó xẹt này, đưa mạnh này. Vâng. Cứu cái này là cháy tròn cái ngọn được tâm xẹp cái vơ vơ cái ngọn tròn. Nhưng mà cháu nghe nói cái đấy dùng cả khi mà lúa đổ để gảy lên cho nó tiện. Nhưng mà cái này để gảy lúa đổ. Chủng này lúa đổ cái gì đó. Vâng. Kéo lúa đổ. Để cho nó sạch phải gấp kìa. Vâng. Không cần đây. Dẫn ngược thì không có kéo chạy thôi. Vâng. Cái đấy cái gọi là cái hái. Sinh ra và lớn lên khoảng tầm này. Tầm năm 80 lúc cháu biết được thì nó không dùng nữa. Đấy nó đã đóng ngoài đằng kia và đằng ngoài. Vâng. Cái này là đẩy ngược, nhưng mà chúng tôi là cái đẩy kéo kéo xuôi, chúng tôi kéo xuôi. Đóng đấy. Vâng. Kéo xuôi thế này. Chúng tôi đẩy ngược. Tại phải được bằng cái hái. Đến trong cái hái này thì cũng bác Lượng bác ấy tặng cho cháu mấy cái lời hay ý đẹp vào đây. Đây là chúc ca hoa chúc. Khúc ca hoa chúc. Ý nghĩa thưa anh. Lượng kìa. Bây giờ cái nói các cụ này bởi vì nếu ghi cái hái vào thì nó thô. Nó viết mấy chữ khúc ca hoa chúc, bởi vì là ngày xưa nhớ lại là có cái bài hát chèo là em sinh cây lúa. Các cụ nhớ không? Cái bài hát chèo có bài cái đấy thì bây giờ cái điển này viết là cái hái vào xem là đấy, các cụ ngày xưa có cái từ là cấy hái phải không ạ? Có phải cái đấy không ạ? Cái hái có gặt lúa không ạ? Chức năng nó như cái liềm. Dạ. Đấy, nhưng nó là cái dùng cái vật nó ra đời trước cái liềm.
sau này mới dùng liềm. Vâng, sau này dùng liềm. Thế còn đây là cái đèn bão của ông bác Khuyến cho cháu tặng đấy. Vâng. Cái đèn bão, cái này có khoảng bao nhiêu năm rồi bác nhỉ? Cái này thì mới khoảng độ bắt đầu từ đánh Mỹ đấy. À vâng vâng. À thành Mỹ. Đánh Mỹ là giai đoạn từ năm 55 đến năm 75. Mấy 67. 4 đến năm 75. Năm đến năm 75. Vâng. 65. 65 đến 67. 55 chứ ông. 67 chứ. 65. Nếu như phân khúc của lịch sử ấy là đánh Mỹ từ 55 54 55 đến năm 75. Vâng. Còn từ 45 đến năm 54 là đánh Pháp. Chưa. Từ 55 đến 60 quân Ngụy hồi diệp. Vâng. Sau đó năm 61 thì nó mới đưa sang dân chi chi sang thì nó. Vâng. Thành lập dồn dân tập hợp chiến lược bắt đầu mới đánh Mỹ từ năm ta là 1005 Bắc thuộc. Vâng. 100 năm là đế quốc Pháp. Vâng. Và 21 năm nếu có Mỹ. Vâng. Lịch sử như nào tôi không biết, thường thường là các anh nói như thế. Vâng vâng. 21 năm là đế quốc Mỹ đấy, có ít đấy. Nếu mà nói nhưng mà chưa âm mưu của nó phá mình từ đấy. Chưa đánh. Nếu mà nói ngược lại dòng lịch sử mà nói Pháp bắt đầu nổ súng đánh ta bán đảo Sơn Trà năm 1858. 858. Vâng. Là đánh Pháp 9 năm thôi. Vâng. Nó đồ hộ thì lâu. Vâng. Đồ hộ thì 80 năm rồi. Chưa để luôn ngỗng. Tức là khi để nó súng dưới mặt đất thì là cho thức ăn vào trong. Thế còn ngỗng chỉ mổ qua đây. Đây cũng là ông Quang cháu tặng. Vâng vâng. Con thôi nó cứ vậy. Vâng. Vâng. Thế còn cái này cũng là anh Chính cho cháu tặng đây. Đấy. Cái anh Chính và cũng là cái hái. Anh Chính là anh ấy biết là cháu thích cái đồ cổ này thì có một cái buổi anh ấy đi qua nhà anh Ba Điển bây giờ mà gốc của nhà ông Nghị bán cho đấy, anh Công anh bán đấy. Thì bác ấy thấy cái này. Đấy cũng là cái hái, cái này có lẽ rằng nó cũng là thăng trầm với thời gian nhiều lắm này, nó mòn vẹt và cái chỗ bị nõi nó mỗi cái thứ kém. Vâng, ngoài hái. Vâng, vấn đề gì đấy không? Thế còn cái này là cái đèn chính như thôi, cháu nghe ông Dân nói thì cháu có lẽ mà biết tên chính xác hơn, chứ còn cháu họ lông la đèn tàu. Thế nhưng mà nó gọi là đèn hỏa xa. Gọi là đèn hỏa xa. Thế nhưng mà nó chức năng nhiệm vụ của nó làm gì ở đâu? Công viên đi khác đường tàu. À. Lái tàu người ta sẽ nhìn thấy cái người đi bên đường. Có đèn. Vâng, vâng, vâng. Đèn báo hiệu cho tàu. Vâng. Thế một cái lứa đây là cái cũng là ông Bác cháu tặng đây. Ông Bác Tuyến cháu tặng đây là cái tấm lứa. Chắc ở đây cho anh Triệu mới có cái đấy đấy. Vâng, vâng. Cái gì? Cái đèn này là nó nguồn gốc là chú em Liên con nhà con dâu nhà bà Lâm này tặng. Thế thì cháu cũng không rõ là ở đâu có. Đấy, Liên Hà nó cho. Ngày xưa là Triệu nó lái tàu. Khả năng thế. À, vâng, tàu. Vâng. Liên quan đến tàu Hoàng. Vâng. Vâng. Đấy, các kỷ vật sâm lươn này. Đấy, sâm lươn này có cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi ông Tuyến nhỉ? Sâm lươn này thì cũng lâu lắm. Lâu lắm. Cái này thì cũng có không dưới là từ năm Hòa Bình về. Có chắc được là từ năm Hòa Bình về không biết. Vâng. Cái gậy sâm lươn này. Vâng, Hòa Bình đến nhiều, đến nhiều đồ cổ nó phết đấy nhỉ. Thì là cái đấy là thế hôm vâng. Này cháu nó thích thế thì mới mang để kỷ niệm cho cháu thế này. Nhưng mà chưa có cái vịt lươn. Ông còn cái hồng tóc nào? Cái rủi đấy. Không còn cái hồng tóc nào. Giờ hết rồi. Tôi nói cái vịt mà bắt không được ngày xưa chúng ta sắm tầm được cái đèn 3 giây. Vâng ạ, cái đấy là cái gì thưa anh? Cái này gọi là cái đèn bộ đội. Ango của Liên Xô. Vâng, ango của đội. Đấy. Vừa thổi cơm vừa đun nước. Vâng, vâng. Đây là ango đấy. Cái gọi là ango. Ango cái này rất là Trung Quốc nhỏ nhỏ cái đeo đằng sau để ăn đấy. Cái này về ăn đun nước rồi làm các thứ là mang theo cũng nhiều chức năng. Chức năng. Thời xưa là bộ đi thời chiến chiến đấu. Của anh đi bộ đội là cái này cho mỗi thằng một cái đựng đầy mắm tôm. Rồi. Vâng. Để cái đấy là đựng đầy mắm tôm vào trong cái là thầu. Để đi ăn dần. Danh từ là cà thầu. Bọn tôi cấp pháp mà. Gọi là cà là thầu. Cà là thầu. Cái là chứa quan củ cải xong trong này nó đen lắm gì mà nó đen mặt lắm. Tức là cái này là dành cho quân đội của chúng ta đi chiến trường có thể đựng mắm muối cơm gà dưa tất cả, nói chung là một cái kỷ niệm cực kỳ là tuyệt vời. Này mà không kiếm được cả cái mũ sắt biết kìa. Có cái test thử nghiệm là hỏi 3-4 cô dâu chú rể là mới bước lên xe hoa, hỏi tên của cái này họ đều không biết được cái gì. Đấy. Cái máy danh này này. Đấy. Họ đều không biết được cái gì. Đấy, chứng tỏ một cái điều rằng là cái thế hệ trẻ bây giờ thì họ không có điều kiện tiếp xúc, cho họ không biết, không thể biết được. Đấy, nói chuyện cuối chanh lúa nó không ngày biết xưa cả. Tôi phải đánh răng thì chanh thì tuốt chứ. Ừ, đến mùa là phải đánh vừa cắt dạ thú về xong tuốt ra để đánh chanh như này. Thế nhưng bây giờ nó quên cái đánh chưa? Nó không quên đánh được. À, không đánh được. Chung là những kỷ niệm mà tuyệt vời. Đánh năm 4 thì dễ hơn. Đánh năm 3 thì nó sau lắm gã ma men đã uống phải say đến nhũ mềm.
nói thời líu lưỡi không thành tiếng, chân đi lảo đảo bước cuồng xiên. Đây là cái đoạn này, là cái đoạn của nháy của ông Tân. Tuổi đời đang độ 40 niên, mắc bệnh lam y phải lo tiền, thuốc tây thuốc bắc không chữa khỏi, bỏ xóm bỏ làng sớm quy tiên. Thế đấy là cái đoạn của tôi. Cái đoạn thứ hai để nói anh em uống rượu như này, chúng ta uống rượu để vui tươi, xa nhau thì nhớ gặp nhau cười, uống ít uống nhiều vì sức khỏe, tóc bạc da hồng thọ 10. Đây là kỷ niệm ngày chúng tôi uống rượu ở nhà thầy giáo Tính, tức là hôm đó là hôm 30 tháng 3 là Canh Tí, tức là 24 tháng 4. Thế còn nhìn, nói thẳng đấy. Thế nhưng mà sở dĩ làm được ấy thì trước hết mà nói là phải, muốn làm thơ được ấy là phải đọc rất nhiều sách, đọc nhiều lắm. Như hồi xưa là tôi có cái giai đoạn ấy là rất may, là thuộc cả từ Chuyện Kiều rồi cho đến thơ Hồ Xuân Hương rồi đến thơ Bác Tố Hữu rồi đến Chế Lan Viên, rất may cái giai đoạn nó như thế. Từ cái chỗ đó mình yêu, mình đọc mình nhiều mình yêu, thế rồi nó ngẫu hứng đến thôi thì là mình viết thôi, chịu không 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 có cái gì là anh qua trường lúc nào vậy. Vâng, thế thì nó thể hiện là như một cái bài gọi là nghề văn, mình viết thì nó cũng rõ nét thôi. Nghề văn là ghi chép sự đời, giữ gìn nước mắt nụ cười thế gian. Nghề văn vì nước vì dân, trọng điều nhân nghĩa chống chống quân bạo tàn. Nghề văn vất vả gian lan, như ông làm mật như tầm nhà tơ. Dù đời còn nắm nắng mưa, nghề văn vẫn mở hướng về gió xuân, tức là theo đạt theo bác và theo hướng đi. Ai ơi, nếu thích nghề văn hãy yêu đời trước sẽ thành văn sau. Tức mình phải lạc quan yêu đời, không có ốm yếu buồn tủi thì không làm được. Nó tóm lại tư duy lúc nào phải phấn khởi, lạc quan, mình vui vẻ mình viết. Thế và viết thì nó phải mang cái tính chất tức là trung thực. Anh người ta hỏi chẳng hạn thì mình đúng không, người ta bảo nhà văn thì nói láo, nhưng mà tôi viết không tôi viết thật, tôi không viết láo được. Thật ra ví dụ Nàng Phạm Vực chẳng hạn, tôi đã viết bài Lạc Ta đọc rất nhiều đấy, nhưng tôi viết rất thoải mái mà. Làng ta có tự ngàn xưa, bao đời vãi lắng dầm mưa tháng ngày, bàn tay chai sạn quốc cày đã từng cái nhập buổi tây một thời. Làng ta đẹp lắm ai ơi, cây đa dưới nước bao đời có nhau, tình làng giữa xóm lặng sâu, cùng nhau xây dựng đẹp giàu quê hương. Làng ta có điện có đường, có đình to đẹp, có trường khang trang, có sông ngoại độ sau làng tưới cho ngô lúa mùa màng tốt tươi. Tiếng loa vang vọng lưng trời, động viên làng xóm mọi người tăng gia. Làng ta thọ vực làng ta, để cho ai đó đi xa nhớ về. Làng ta như mọi miền quê, canh lông cùng với ngành nghề tiến lên. Người quê chân cứng đá mềm, dựng xây sự nghiệp làm lên cuộc đời. Thơ thôi nói chẳng hết lời, quê hương khế ngọt muôn đời ta. Hay quá, tuyệt vời quá. Quê hương thọ vực. Nhưng mà viết dài nhất mà hoa lá nhất, trong bay bổng nhất văn tả cảnh phải nói ông Khải. Tôi xem các bài của ông đều, các cái ám văn đều mang tính chất là tả cảnh. Mời ông được kính chào với. Xin mời công đức. Con tắc. Đây là bài thơ của Âu Thành phản ánh. Tôi thì cũng ngay làm thơ xong quên, quên ngay bây giờ nữa. Những loại nào về tôi cũng biết. Thế giới Covina, giới Covina thì rút nhỏ mà hại chúng ta. Thế giới phải chia xa, đấy là phải cái đi mà. Có phản ánh thực tế, chủ đề mới lớn nhưng mà rất đúng. Wow. Còn từng bữa cho người khó, sang trẻ tiền lương giúp cụ già, kịp đã chạy được hôm qua. Đúng là đảng chặn được thật. Rồi. Chỉ đạo là các sắp cho với lại chính quyền hai ai khổ còn khổ nữa nhưng mà cũng như thế là giảm tâm với tôi. Thế là mày là cái báo cáo cùng là tôi biết về kịp thời là tôi đi bộ đội nhỉ, chứ không phải bây giờ mày để nhớ lại nữa. Thế nhưng mà khi mà đã như là nhớ rồi thì cảm thấy đỉnh mà cái cầu
chứ không có đường. Đây cái cầu cầu có cầu treo ông bắc ngũ gỗ qua sông. Lúc đấy là trên sông đây nhớ là năm 1965 đấy. Thời trẻ không nghe. Biết thì tôi cũng ít tuổi thôi, tôi cũng 22 tuổi. Tôi biết thứ năm. Ở ven sông nhà giải đưa thưa hàng cây xanh cũng đu đưa gió về, tức là ngày xưa là nó thưa thớt, nó không có dày đặc như bây giờ. Tôi đọc lại, quê tôi có một dòng sông chia đôi làng nhỏ uốn cong đôi bờ, ven sông nhà giải đưa thưa hàng cây xanh cũng đu đưa gió về, ngày hè vang những tiếng ve đêm đêm gà gáy vọng về sóng xa, dòng sông làm đẹp quê nhà. Đấy sông in cả sâu xa trên trời, trăng soi mặt nước đầy vơi, trăng soi cả chỗ ta ngồi chơi với nàng. Đêm khuya hát đối hò vang, bên kia có thích thì sang bên này. Dòng sông ơi tạm chia tay, chiến tranh bùng nổ ta nay lên đường. Xa sông xa cả quê hương, xa người thương đã vấn vương dặn dò. Xa lời giao ước hẹn hò, xa câu hát đối bên bờ hôm xưa. Thuyền ơi bến vẫn đợi chờ, xa sông bến vẫn không ngờ thuyền xa. Bao giờ thống nhất nước nhà, thuyền xuôi cả bến tràn hòa niềm vui. Báo cáo cụ, đây là hết. Hay quá. Tuyệt vời. Đấy là bức tranh của những cái năm 77 ông nhỉ? Năm 665. Năm 665 đấy, bức tranh của làng quê những năm 65. Cái thời xưa đã mở ra, đói cơm bất áo thế mà nghĩa nhân. Ổ dương cơm tấm thanh bần, cà muối rau muống chỉ dầm với tương. Mà sao tình nghĩa thân thương, phụ mẫu huynh đệ kính nhường nhịn nhau. Đĩa cá kho bát canh bầu, mà dư hương vị mà giàu tình thương. Nghĩa tình làng xóm vân vương, đói no sướng khổ mất còn có nhau. Ăn ở có trước có sau, sướng đèm tối lửa cùng nhau ân tình. Bây giờ thời đại văn minh, ăn ngon mặc đẹp nghĩa tình nhạc phai. Học hành đến chốn đến nơi, nói năng thô thiển tình người mắt trơ gặp người mắt trơ. Thuần phong mỹ tục bây giờ, luân thường đạo lý có cơ suy tàn. Buồn mà chỉ biết thở than, nỗi đau thế thái nóng gian cả người. Ước gì tôi lái được đòi, để đạo đức được như thời ngày xưa. Hay quá, bài thơ này có tính chất răn dạy các cái tầng lớp mà sau phải biết ơn đời trước, lớp trước rồi cha ông, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn bác ạ. Cho con thắp một tuần hương, anh tức lòng tỏ với cội nguồn ông cha. Về quê rong núi tương cà, tình quê ấm áp chan hòa yêu thương. Ra đi lòng những vấn vương, dưng dưng đớn lẻ nhớ thương quê nhà. Mấy câu hay quá. Tôi đọc một bài này nữa, tên là tôi đang nhớ lại. Vâng, bài này là viết tức là cái tình nghĩa, tức là người ta nói như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đấy. Tựa vào cái đó thì viết tức là cái công cha nghĩa mẹ, thì tôi viết cái bài tức là nhân cách hóa bằng cái con cỏ. Ngày xưa các cụ thấy là ru con cỏ nó vất vả kiếm ăn, vất vả lắm. Thế thì đây là nói lại một cái bài này, tại sao tôi để viết, thì cái đêm hôm đó là cũng không ngủ được, tức là nằm ở nhà cháu ngoại, trông nhà cho vợ chồng nhà bố mẹ nó đi làm ăn ở Hà Nội. Thì hai vợ cháu nằm này, bởi vì nằm cái nhà nó ở ngoài đồng, đêm cứ đã không ngủ được, cứ có tiếng cuốc kêu lại càng càng. Từ ngủ từ chú dậy. Đấy, thế là viết đêm hôm là tôi viết cái bài là lời mẹ ru con, tôi xin đọc. Thương thay một kiếp thân cò, sớm khuya lặn lội đi mò kiếm ăn, quản chi vất vả nhọc nhằn, lo thân còn phải dành phần nuôi con. Qua bao năm tháng mải mòn, nuôi con khôn lớn mong con nên người. Con đi quê biển chân trời, đời vinh con hưởng nhớ người nuôi con. Thương con là mẹ héo hon, thiếu ăn hết ngủ đã mòn trẻ xuân. Trải bao năm tháng gian truân, công lao cha mẹ sánh cân biển trời. Lặng nghe tiếng mẹ ơi, thân cỏ lặn lội suốt đời say xưa. Quản chi sương gió nắng mưa, thân cỏ cặm cụi sớm trưa ngoài đồng. Qua đêm trời đã rặng đông, nằm nghe tiếng cuốc thấu lòng cho ai.
một đời cho cả tương lai, cuối đời thanh thản chuỗi dài chờ mong. Hay quá, tuyệt vời, cảm ơn bác. Bài thơ nói về mẹ rất là tuyệt vời. Quê hương Thọ Vực của anh là Khánh Thành, được cái đình trong mình như này. À, Khánh Thành đình. Trong này, thế thì mình là muốn về quá nhưng mà vẫn phải làm nhiệm vụ là ở trên Hòa Bình, nên là nhận được lấy mời không về được thì đành trong tâm tư tình cảm của cái bài Khánh Thành để cho các anh ở quê hương là đây. Khánh Thành thì anh đọc cho toàn thể nhân dân nghe, cái tâm tư tình cảm viết lên như thế, nghe cho biết rất thoải mái đấy mà. Đầu đề của nó là mừng Khánh Thành đình làng. Mừng Khánh Thành đình làng. Đình trong tôn tạo xong rồi mà ta ngỡ tưởng như người nằm mơ, bao năm mong ước đợi chờ, bây giờ có thật còn ngờ chiêm bao. Bỏ khi vất vả công lao, bàn đi bàn họp đi họp lại, bàn vào bàn ra, hội người cao tuổi quê nhà, chí đoàn tâm sáng để mà dựng xây, quyết tâm làm quý năm nay. Nguồn tiền chưa đủ ngày này khởi công, phương châm đoàn kết một lòng, xây đình góp của góp công dân làng, nhờ công sức của xóm làng, đình trong to đẹp xa. Công này công mẹ công cha, công anh công chị công bà con chung, xa quê lòng vẫn mang tâm, nguồn tiền tôn tạo đình trong quê nhà. Vâng. Rồi tiền tôn tạo đình trong quê mình, ông Kiên mang hết nhiệt tình, tự tay thiết kế ngôi đình tân khoa, mọi người tích cực tham gia, trải qua 6 tháng nay là làm xong. Lóc đình có hai con rồng trầu và quạt nguyệt ánh hồng lung linh, bốn nghê bò bốn đao đình tô thêm vẻ đẹp oai linh đời đời. Trước đình hồ nước đầy vơi, bốn hương thơm ngát ta thầy trồng hoa, bài đừng mong trồng sen nó như kia được. Ta mừng ta hát ta la, ơn đảng ơn bác tao la nghĩa tình. Ba chào các bạn. Ba chào các bạn. Ta mừng ta hát ta ca, ơn đảng ơn bác bao la nghĩa tình. Ơn ban chỉ đạo công trình, ơn người xây dựng vui tình. Khang trang từ lay lễ hội, dân làng đình trong to đẹp đàng hoàng hai ơi. Dù đi trăm chốn ngàn nơi, nhớ ngày lễ hội ta thời nhớ quên. Cây cao nhờ gốc vững bền, đình làng to đẹp làm nên những đình. Thành hoàng bản thổ anh linh, cứu dân độ thế dân mình ấm no. Kết thúc của bạn. Hay quá, tuyệt vời. Thành nhớ được ra gì? Cái tiếng giống nào là làm xong là thuộc. Tự biên tự diễn. Làm xong là thuộc chứ không làm dài thì thưa ông Khải nó hơi bị dài. Tiến qua Tiến chắc là anh không có kiến là mấy em thôi. Dạ vâng. Tham gia thực ra mà nói nó về ý thơ hán chữ hán mà thì chúng tôi không hiểu lắm đâu. Thực ra chúng tôi toàn làm nôm rồi. Tiếng Việt này âm tiếng Việt nhiều. Chứ còn là âm hán thì là chuyển sang đấy. Các cái ngôn từ binh mà chúng tôi xét là chúng tôi không tức là không hiểu lắm. Cho nên là thực ra mà nói là anh em dự anh em học lẫn nhau thôi. Thì ở đây thì làm thơ đường thì có dân tuyến hay là thơ đường chủ yếu là thủ trưởng dân hay là dân Thành có làm không biết, nhưng mà tôi cũng làm không thơ đường. Mà tôi thì hay làm thơ bảy chữ thôi, tôi không có làm thơ đường. Thế nhưng mà làm nói chung là theo ngẫu hứng rồi làm theo cái người này là cái ngẫu hứng của mình. Nói rõ là phải biết đến đâu biết đấy thôi. Chứ để mà như Lê Quý Đôn mà rồi nhiều khi còn phạm đến toát mồ hôi ra đừng có nói đâu. Người ta đã bảo là không biết gì thì đến vấn Lê Quý Đôn, nhưng mà thực ra mà nói nhiều khi ông cũng toát mồ hôi. Chính ra nó có câu chuyện như này, phát bố ông ba ông bố đi bảo anh bỏ giấy ra tôi đọc câu đối cho anh biết. Thế thì đầu tiên ông Lê Quý Đôn bỏ bút mực ra thì ông ba của bố chỉ đọc một câu rồi chữ chi mà không thể viết nổi được, chắc là không biết thì đến hỏi anh, ông đứng dậy về đấy, chứng tỏ là một
như mình gọi là một nhà bác học, những bác học Lê Quý Đôn này, là người thông minh như thế mà vẫn còn toát mồ hôi. Thực ra cháu thì mạng vừa các cụ biết rồi, học hành nho thì cũng không có, thực ra là tự học nhiều mới sưu tầm thôi. Trong cây nhà nám vườn, vâng, cây nhà nám vườn là chính tôi. Rồi các cụ cứ tiếp tục, cụ nào có thơ thì bỏ ra đọc thì cũng còn anh em chỉ nghe thế thôi. À, hôm nay thì giữa gọi là nhóm thơ của quê hương thôn Thọ Vực thì cháu xin có một bài thơ. Bài thơ này nói về quê hương, tên của nó cũng đặt tạm là Quê Hương. Quê hương bao lỗi thân thương, lũy tre đầu ngõ cây rơm đầu làng. Anh đi nhớ những chiều vàng, dòng sông tắm gội tóc làng hương bay. Bờ tre còn kẹt gió lay, ầu ơ tiếng mẹ những ngày xưa đâu. Bần thần tôi đứng trên cầu, bước đi ngoảnh lại cúi đầu vấn vương. Nhớ con đường nhỏ yêu thương, ngày xưa đón mẹ giữa đường quà quê. Đi xa luôn muốn nhớ về, nhà tranh đường nhỏ lắng kề bãi dâu. Đẹp, là cháu xin phân tích bài thơ này. Bài thơ này thì rất là cái từ ngữ thì không có gì là khó hiểu, toàn là từ của bình thường. Tức là một người đã trưởng thành rồi và người ta theo một cái lộ trình người ta đi làm ăn xa đâu đó, nhưng mỗi khi người ta về quê người ta rất là nhớ về quê hương. Tức là nhớ những ngày xưa đi tắm này, rồi có những tình yêu đôi lứa là nhớ những người phụ nữ, hoặc là tức là cái tuổi trẻ nhớ về cái tuổi thanh niên, rồi xong lại nhớ về tuổi nhỏ đi đón mẹ giữa đường để đón mẹ đi chợ về để có những món quà của miền quê này, và nhớ những hình ảnh như là rất là đơn giản của quê hương. Tức là khi bước đi ngoảnh lại và cúi đầu còn nhớ thương, tức là vẫn phải bước đi theo một cái lộ trình là đi kiếm ăn nhưng vẫn lúc nào cũng hướng về quê hương. Đó là cái bài thơ này, nó cũng hướng về tình cảm rất là sâu lắng về quê hương. Các cụ vậy. Cả nhà cổ động cho tác giả đã phân tích bài thơ. Cái những bài thơ cháu thấy rất là buồn bã đấy. Đây là đọc vui đi nha, trong lúc chờ đợi đọc vui bài xong rồi xin phép các cụ về nhá. Tôi sẽ đọc bài ký ức tuổi thơ. Nhưng là ai cũng có một thời tuổi thơ. Nhưng cái tuổi thơ của tôi như thế này, xin đọc để các cụ và là anh em cùng nghe này. Cây đa giếng nước sân đình của chúng cánh diều no gió tấm mình tuổi thơ lưng châu tiếng sáu còn mơ ao làng vẫn nhớ bến bờ nông sâu vi tre cào toạc cả đồng đuổi chim bắt bướm hò nhau chơi hè càng cạc cụ cụ tiếng ve bình minh vừa lặng đã nghe rộn ràng từng đàn chim hót rộn vang chào mờ sáo sộ như dàn ngọc ca có chim bó khách bên nhà hoàng anh tung nữ cùng làng sáu đêm. Biếu biếu bọ nước trà phen chích chè cô gái quốc vang ngày hè êm đềm đến nước bờ tre quần lâu chân lấp đuổi ra bắt chuồn cắm hóc bắt dậy ống liên bí úp bí xúc rất run con người vẫn cười ấp đầy kỷ niệm trong tôi hiện về ký ức của thời tuổi thơ bao khó khát bao ước mơ mà tôi cứ nghĩ như vừa mới đây. Tuy rằng đời lắm đổi thay, vẫn thèm, vẫn nhớ những ngày tuổi thơ. Có những ngày tuổi thơ. Được rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái cháu là con Chim Vàng Anh, con Tú, con Trà Phen là chắc là thằng cu này không biết rồi. Cháu cũng có biết. Có biết không? Rồi sau nữa mới biết. Đấy, con Tú, con Trà Phen với lại cái con cái con Vàng Anh thì đấy. Rất đậm tình quê đấy. Con Càng Cạc, con Cô Cô cháu không biết rồi. Cô thank you.
Thank you.